Tất cả học sinh được yêu cầu trước 7 giờ 45 phải vào tòa nhà giảng dạy, nếu không, bạn sẽ trở thành bữa ăn trưa của canteen. Bắt học sinh trở thành bữa ăn trưa là ý gì? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 7 giờ 43, tôi đang đứng ở hành lang, có nhiều người đang hoang mang như tôi. Khi chuông trường vang lên, bây giờ là 7 giờ 45, nhìn vào những bạn học chưa kịp vào giảng đường. Trong một giây ngắn ngủi, tất cả đều chỉ còn lại một vũng máu đỏ. Hóa ra bữa ăn trưa không phải là trò đùa. Lúc này, đợt thông báo thứ hai lập tức vang lên, đề nghị toàn thể học sinh tự chọn lớp học trước 8 giờ, ngồi xuống và nghe giảng. Khi tiết học bắt đầu, những ai chưa vào lớp nào sẽ trở thành bữa trưa trong canteen của trường. 30 giây trước khi chuông vào lớp vang lên, giáo viên sẽ viết lên bảng đen các quy tắc cho lớp học tương ứng của bạn. Hãy tuân theo các quy tắc này, nếu không, bạn sẽ trở thành bữa trưa trong canteen. Tôi thấy da đầu mình ngày càng tê cứng, nhưng theo sự tình lúc nãy và cảnh tượng máu me đó, tôi quyết định đi nhanh và tuân thủ. Lang thang trong hành lang một cách ngẫu nhiên trong hơn một phút, tôi ở giữa các lớp học, phát hiện ra mọi lớp học đều rất giống nhau. Các cửa đều mở, bàn ghế gọn gàng, một người thầy đứng im lặng. Mặc dù trông các người giáo viên này khác nhau, ăn mặc cũng khá khác, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của bọn họ giống nhau một cách ngạc nhiên, nhìn chằm chằm lạnh lùng, ai ra vào cũng không khiến họ biến sắc. Theo thông báo của trường, mỗi lớp học sẽ có quy tắc riêng. Vì thế, hầu hết mọi người đang ở hành lang nhìn vào trong, cố gắng chọn ra một lớp mà họ nghĩ là tốt nhất. Tôi nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận mọi thứ đều khá giống nhau, tôi liền tìm lớp học gần nhất và ngồi xuống, lặng lẽ chờ chung báo vào lớp. Khi chỉ còn 30 giây, giáo viên cuối cùng cũng bắt đầu viết lên bảng với khuôn mặt trống rỗng. Nội quy lớp học này yêu cầu mọi người ngồi vào chỗ trước 5 phút. Sau khi các quy tắc được viết lên, cả lớp bỗng chốc trở nên nhồm nháo, bởi vì hầu hết mọi người đều chưa tìm được chỗ ngồi của mình. Sau còn một phút, nhận ra bản thân sắp đối diện với cái chết, ai mà không hoảng loạn lên cho được. Một người đàn ông vạm vỡ đột nhiên đứng dậy, hung dữ nhìn mọi người. Tại sao phải nghe theo quy tắc của tên thầy giáo vớ vẩn này? Để tôi đấm hắn cho. Sau đó, anh ta chạy vội đến chỗ thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Lúc này thầy giáo vô cảm, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Giây phút cuối cùng khi bạn học cơ bắp sắp đấm vào mặt thầy giáo, cơ thể nó đột nhiên trở nên đông cứng, không thể di chuyển. Thêm bộ quy tắc ứng xử cho học sinh, nếu học sinh cố gắng tấn công hoặc làm hại giáo viên, sẽ trở thành bữa ăn trong canteen. Tiếp theo vang lên âm thanh thèm thuồng liếm lưỡi. Chúng tôi rất thích các thành phần mạnh mẽ như thế này. Ngay sau khi thông báo vừa dừng, bạn học cơ bắp lập tức nổ tung tóe ra khắp sàn. Không chỉ nó, trong cả lớp học, những bạn vào chỗ ngồi chậm đều đã nổ tung. Chuông giữ giờ cuối cùng cũng vang lên. Ngay khi tôi bước ra khỏi lớp với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, một thông báo mới lại phát ra từ trường học. Chúc mừng các bạn còn sống. Các bạn có thể tiếp tục nghe giảng. 3.000 học sinh trong trường học của chúng ta, sau tiết học đầu tiên, đã còn lại 800 người. Bữa trưa hôm nay ở canteen sẽ rất phong phú. Nghe đến đây, trái tim tôi như ngừng đập. Tôi không biết các quy tắc trong lớp học khác là gì, nhưng tỷ lệ tử vong này thực sự đáng sợ. Tất nhiên nó cũng đã bao gồm những người không vào trường trước 7 giờ 45 rồi. Sẽ có 20 phút giải lao giữa các tiết học. Xin đừng lãng phí. Có thể ở sân chơi, canteen, phòng thể dục, phòng thi đấu để thư giãn. Chào mừng đến với tiết học tiếp theo. Tòa nhà dạy học có 9 tầng, ngoài trừ tầng 5 là canteen và phòng giải trí. 8 tầng còn lại đều là phòng học. Vui lòng không học 2 tiết học trên cùng một tầng. Nếu không, bạn sẽ trở thành bữa trưa trong canteen. Sau khi nghe điều này, tôi ngay lập tức di chuyển lên tầng 2. Trong phòng học đầu tiên gần cầu thang, tôi trực tiếp ngồi xuống, lặng lặng chờ chuông vào lớp. Với những bài học rút ra từ sáng, tôi không dám chậm trễ một chút nào. Dẫu biết rằng lớp học nào cũng có nội quy riêng, nhưng thời gian là thứ không thể tránh. Cuối cùng đợi khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, ngày càng có nhiều người trong lớp học. Tất nhiên sau vòng loại trừ tàn bạo trước đó, bây giờ trong lớp chỉ còn 10 người. 30 giây cuối cùng, thầy giáo đứng dậy trong im lặng, lấy phần da và bắt đầu viết lên bảng đen. Mọi người đều nín thở nhìn vào quy tắc trên bảng. Khi thầy giáo đang viết nội quy, tôi nghe thấy tiếng chân vội vã, âm thanh chuyển qua bước nhẹ nhàng. Đợi đến khi hai từ cuối cùng trên bảng được viết, một cô gái đã vào được lớp học. Cô ấy vội vã nên xém ngã xuống đất. Tôi đưa tay đỡ cô ấy. Vừa lúc đó chuông vào lớp vang lên, hai từ cuối cùng của thầy giáo cũng đã được viết. Cô ấy nắm bắt những giây cuối cùng, bước vào lớp suôn sẻ. Lúc này nhẹ nhõm, mỉm cười với tôi. Có thể nói, ngay cả trong cơn hoảng loạn, nhưng cô ấy vẫn rất lịch sự. Nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn, liền phát hiện, hai từ cuối cùng của thầy giáo là cảm xúc.
nội quy lớp học, trong lớp không cần phải thể hiện cảm xúc. Một tiếng hét khủng khiếp vang lên, cô gái bên cạnh tôi nổ bùng ngay tại chỗ. Máu thịt nhuộm đầy cả sàn nhà, tôi vô cùng sợ hãi. Nhìn lên bảng đen mà không chút cảm xúc. Ngay cả khi cơ thể tôi không ngừng run lên, nhưng tôi vẫn không dám biểu lộ cảm xúc sợ hãi. Tuyệt đối không, chúc mừng các bạn còn sống, có thể tiếp tục nghe giảng. Sau tiết học thứ hai, chỉ còn lại 220 học sinh trong trường của chúng ta. Thành thật mà nói, các bạn hãy trông chờ vào bữa trưa hôm nay. 40 phút sau, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên. Cuối cùng tôi thở một hơi dài. Lớp học có chục người ngồi, bây giờ chỉ còn 2 hoặc 3 người, liên tục thở hổn hển. Các quy tắc vẫn còn, sẽ có 20 phút giải lao giữa các tiết học. Xin đừng lãng phí, có thể chơi ở sân, căn tin, phòng thể dục, phòng thi đấu và những nơi thư giãn khác. Chào mừng đến với tiết học tiếp theo. Tiết thứ 3 sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ. Vui lòng không học hai tiết trên cùng một tầng. Kho thịt ở căn tin đã sắp hết chỗ chứa. Tôi đã căng thẳng trong 40 phút và gần như kiệt sức, chỉ có thể ngẩn ngơ leo lên tầng 3. Chỉ cần tìm một lớp học, trực tiếp nằm trên bàn, cho đến khi chuông chuẩn bị vang lên. Tôi liền thức dậy. Điều tôi không mong đợi là, gần 20 người tập trung trong lớp học, với tốc độ loại bỏ đáng kinh ngạc như vậy. Lớp học này hầu như chiếm hơn một nửa số học sinh của tầng 3. Đến giờ, giáo viên liền đứng lên, lấy phấn ra, viết nhanh các quy tắc của lớp học này. Quy tắc của lớp học, học sinh cần phải chơi hết mình trò chơi của giáo viên. Sau khi lớp học bắt đầu, giáo viên sẽ đưa cho học sinh gần nhất một con dao. Người cầm con dao phải đưa cho người tiếp theo bất kỳ hướng nào. Giáo viên cúi đầu đọc bài, học sinh phải đưa được con dao đi. Không được dừng hơn 3 giây. Khi giáo viên ngẩng cao đầu, ai đang cầm con dao, phải cắt vào cơ thể của mình. Nếu không sẽ bị loại. Sau đó, giáo viên lấy ra một con dao. Sau khi ném lên bàn của một bạn học, liền bắt đầu đọc bài. Học sinh đầu tiên cầm dao, sau khi nhận được, liền ném nó xuống cho bàn phía sau. Rõ ràng nó rất sợ việc phải cắt cơ thể, nên mới tỏ ra gấp rút và sợ hãi như vậy. Vì ném quá mạnh, con dao thậm chí còn quay liên tục trên bàn. May mắn là, bạn học thứ hai có nhiều can đảm hơn, với đôi mắt và bàn tay tinh tường. Nó nhanh chóng nắm lấy cán dao đang sai, cuối cùng, đưa con dao đi trước 3 giây. Bạn học thứ ba rõ ràng là đã bình tĩnh lại rất nhiều. Sau khi nhận con dao, anh ấy nhìn mọi người và đếm đến 2, rồi bình tĩnh đưa con dao cho người thứ tư. Vài người theo gương của nó, cố gắng đếm ít nhất 2 số trước khi đưa con dao. Tôi đang ở trên bàn thứ 7. Tôi định bắt chước mọi người, bình tĩnh đếm trong 2 giây. Nhưng tôi đợi không được, khoảnh khắc tôi cầm con dao, giáo viên trên bục giảng đột nhiên ngẩng đầu lên. Ông ấy nhìn tôi với nụ cười kỳ lạ. Tôi hoàn toàn không mong đợi điều này. Tôi là người đầu tiên đối mặt với cảnh giáo viên ngẩng đầu. Tay tôi không ngừng run rẩy, làm rơi cả con dao xuống mặt bàn. 3 giây thoáng qua, trái tim tôi đã ngừng đập. Lúc này, bạn học phía sau chụp lấy tôi, nhặt con dao lên và chém nhẹ vào cánh tay của tôi. Lưỡi dao này sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều. Một vũng máu lớn liền chảy ra. Cánh tay rất đau, tôi gần như khóc lên. Thầy giáo nhìn thấy cảnh này, luôn giữ nụ cười kỳ lạ như vậy. Sau đó cúi đầu và tiếp tục đọc bài. Thấy con dao từ từ đi qua, bạn học này nói nhỏ với tôi. Mày không cần phải tự đâm vào người, chỉ cần chảy máu là có thể được rồi. Với sự bình tĩnh đó, tôi không thể không ngưỡng mộ và cảm ơn sự giúp đỡ của nó. Tao là gấu ngốc, còn tao là tiểu hồng. Mày có thể nói cho tao biết, mày đã đi tầng nào trong 2 tiết đầu tiên không? Tầng 1 và tầng 2. Còn mày thì sao? Lần đầu tao học tầng 4, sau đó lên tầng 2, và cuối cùng là tầng 3 này. Tao có một ý tưởng muốn tìm người để thử nghiệm cùng. Không biết mày tham gia được không? Không khí dường như đứng lại. Tiểu Hồng đã cứu mạng tôi. Tôi thật khó để từ chối lời đề nghị của nó. Được thôi. Trong những quy tắc được thông báo của trường, có quy tắc không được học 2 tiết cùng một tầng. Mày có nhớ không? Theo suy luận của tao, có lẽ nội quy trong mỗi lớp học đều giữ nguyên, không thay đổi, để tránh chúng ta ở trong cùng một quy tắc nhiều lần. Tôi suy nghĩ một lúc, có lý, như vậy chúng ta có thể trao đổi thông tin về quy tắc cho nhau. Các quy tắc lớp học ở tầng 4 và tầng 1, như vậy có thể giảm được rủi ro, biết trước sẽ an toàn hơn thế nào. Không vấn đề, phòng học của tao gần cầu thang nhất ở tầng 1, quy tắc là mọi người phải vào chỗ ngồi trước 5 phút. Ồ, có quy tắc như vậy à, mặc dù nó rất đơn giản, nhưng theo như tao biết, trong buổi học đầu tiên, hầu hết mọi người đều do dự, chờ để xem phòng nào tốt hơn. Tôi gật đầu, trong tiết học đầu tiên, tỷ lệ loại bỏ trong lớp của tao khá cao. Trong lớp học gần 30 người chỉ còn lại khoảng 6 người.
Cảm ơn vì thông tin của mày. Tiết học đầu tiên của tao là sau khi đi lên cầu thang ở tầng 4, phòng học thứ 3 bên trái. Quy tắc là luôn để mắt đến giáo viên, đừng nhìn đi nơi khác. Đó là một bài kiểm tra sự tập trung của một người. Lớp học kéo dài đến tận 40 phút. Mày ổn không? Yên tâm đi, trong tiết học thứ 2 của tao cũng phải duy trì sự tập trung tương tự trong 40 phút. Được, hy vọng tiết học thứ 4 sẽ thuận lợi vượt qua. Chúng ta có thể gặp lại. Chuông tàn tiết vang lên. Lớp học này, tổng cộng có 12 người còn sống sót ra khỏi lớp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tách khỏi Tiểu Hồng. Bước lên cầu thang đi lên tầng 4, đi vào phòng học thứ 3 bên trái. Tôi ngồi yên xuống trong một góc. Tiếng thông báo tàn nhẫn cũng vang lên. Sau tiết học thứ 3, chương chỉ còn lại 130 học sinh. Sau đó, giáo viên đứng dậy và viết các quy tắc lên bảng đen. Nhưng khi phấn của ông ấy rơi xuống, tôi không thể không đóng băng. Những gì ông ấy viết không liên quan gì đến Tiểu Hồng nói. Nó không phải là để mắt đến giáo viên mọi lúc, đừng nhìn đi chỗ khác, mà là người mù sờ voi. Quy tắc trong lớp học, người bịt mắt phải chơi trò mò mẫm suốt giờ học. Sau khi lớp học bắt đầu, giáo viên sẽ bị bịt mắt. Học sinh có 5 phút, trốn trong lớp học. 5 phút sau, giáo viên bịt mắt sẽ bắt đầu đi sờ soạng xung quanh trong lớp. Học sinh nào bị bắt sẽ bị loại. Phạm vi của trò chơi này được phân định trong lớp học. Xin lưu ý, bất cứ ai bước ra ngoài giới hạn của lớp học đều sẽ bị loại. Giáo viên lấy ra khỏi túi một chiếc khăn tay màu đen, quấn quanh mắt. Tôi nhìn cửa trước và cửa sau, thấy rằng đây là hai nơi có thể bỏ chạy duy nhất. Lớp học không đóng cửa lại, nên tôi đoán, nếu ai đó cố tránh khỏi sự mò mẫm của giáo viên, bước ra khỏi cánh cửa đó, sẽ trực tiếp trở thành các mảnh máu thịt. Tôi quan sát trong một thời gian dài, thực sự không tìm thấy nơi nào dễ trốn trong lớp này. Trốn thì dễ nhưng phải mượn một cái bàn, đứng lên trên đỉnh của máy điều hòa trên cao. Khi 5 phút đếm ngược kết thúc, người thầy vốn ít nói trên bục giảng, chợt nhếch ra một nụ cười quái dị, duỗi tay ra và bắt đầu trò chơi. Tôi nhìn thấy dưới chân của giáo viên, có một bạn học ngồi xổm ngay dưới bục giảng. Không biết nó là đứa không sợ chết, hay là muốn kiểm chứng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nó trốn thẳng vào ngay chỗ gần giáo viên nhất. Theo suy nghĩ của người bình thường, sau khi bị bịt mắt, sẽ cố gắng tiến lên phía trước một cách ngập ngừng. Thay vì chú ý đến không gian dưới chân của mình, đợi đến khi quay lại, đã được một thời gian dài rồi. Đó là một chiến thuật tốt. Không may là, người thầy giáo bị mắt này rõ ràng không phải là người bình thường. Vị trí đầu tiên ông ta mò mẫm lại là chính xung quanh của ông ấy. Nhìn thấy tay của thầy giáo sắp áp sát đến mình, đứa bạn này đến cuối vẫn không chịu được nữa, muốn chạy trốn. Không ngờ người thầy lại chặn đường lại trước. Nó không còn lựa chọn khác, lùi lại vài mét và lùi ra ngay cửa. Nhưng nó vô tình đưa phải cánh tay ra ngoài. Với tiếng còi báo động chói tai, cả người nó phát nổ ngay lập tức, biến thành một bờ máu thịt. Sau đó trong lớp, chỉ có tôi ngồi xổm trên máy điều hòa và một bạn nữ bám vào bức màn. Thầy giáo cũng đã hoàn thành việc tìm kiếm dưới đất, bắt đầu tìm kiếm trên tường và các cửa sổ xung quanh. Với kỹ năng mạnh mẽ và nhận thức nhạy bén của thầy giáo, tôi không nghĩ là chỉ trốn ở chỗ tôi và bạn nữ này có thể an toàn sống sót trong toàn bộ thời gian dài 40 phút. Đây rõ ràng là không thể nào thoát chết được. Thấy thầy giáo càng lúc càng gần với bạn nữ, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào các quy tắc trên bảng đen. Tôi muốn suy nghĩ bình tĩnh như Tiểu Hồng. Đột nhiên phát hiện ra, trò chơi này cũng không khó như tôi tưởng tượng. Tôi vội vàng ra hiệu cho bạn nữ không được làm ồn. Đồng thời, tôi lấy chiếc giày thương hiệu gấu sợ hãi TV lên, ném mạnh ra bên ngoài cửa sau. Giáo viên nghe thấy âm thanh, lập tức lao ra vồ lấy chiếc giày. Nhưng ông ta không để ý rằng mình đã ra khỏi cửa. Tiếng còi báo động chói tai lại vang lên, giáo viên lập tức phát nổ, sau đó là sự im lặng. Tôi nhảy ngay khỏi điều hòa, bạn học nhìn thấy tôi nhảy xuống, liền hỏi tôi, cậu có chắc chắn giáo viên sẽ không xuất hiện nữa không? Ông ta đã nổ tan tành như vậy rồi, cậu còn lo lắng cái gì chứ? Cảm ơn cậu đã cứu tớ trong lúc quan trọng. Làm thế nào cậu nghĩ ra được ý tưởng này? Cậu để ý xem, những quy tắc đã nói là, bất cứ ai bước ra ngoài giới hạn của lớp học sẽ bị loại, nhưng không nói không ngoại trừ giáo viên, thời gian không đủ, nên đành cược một phen. Để ông ta ra ngoài, chúc mừng những người còn sống. Thời gian học buổi sáng, sau tiết thứ tư, còn 60 học sinh trong trường học của chúng ta. Bữa trưa được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến. Chúc mừng các bạn đã vượt qua thời gian học buổi sáng. Sau 4 tiết học này, chỉ còn lại 60 bạn học sinh trong toàn trường. Bữa trưa được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến. Số người sống sót giảm từ 220 xuống 60 người. Có vẻ như không chỉ chúng tôi, lớp thứ tư trong các lớp học còn lại khá nguy hiểm. Các bạn học sinh vui lòng đến căn tin trước 12 giờ. Hãy đúng giờ, khu vực căn tin trên tầng 5 của tòa nhà đã có chỗ ngồi, cửa căn tin sẽ đóng.
mở lại vào lúc 13 giờ 45 chiều. Trong suốt bữa trưa, các hoạt động loại bỏ sẽ tiến hành ở các khu vực ngoài căn tin. Những người không vào căn tin sẽ trở thành buổi tối cho nhân viên nhà trường. Căn tin đã mở, chuẩn bị lên lầu thôi. Cậu có đi cùng không? Cô ấy gật đầu. Chúng tôi đi cạnh nhau đến lối vào của căn tin. Đợi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Tiểu Hồng. Cả ba chúng tôi tìm được một góc. Tôi liền hỏi Tiểu Hồng, chúng ta đã đoán sai về việc các quy tắc thay đổi. Bên mày có quy tắc gì vậy? Bên tao tổ chức chơi bài, chỉ có 3 người trong lớp học. Quy tắc là chơi một ván bài tính điểm trong 10 phút. Người có điểm cao nhất sẽ sống sót. Tao may mắn điểm cao, chỉ là quá nhiều máu thịt trên sàn. Phải mất nhiều thời gian mới làm sạch được. Xem ra có vẻ bên của tao nguy hiểm hơn. Sau đó tôi kể lại từng chuyện xảy ra trong lớp. Nghe có vẻ như là khó thoát được. Làm sao mà mày vẫn an toàn ra đây? Thậm chí còn dẫn theo một bạn nữ xinh đẹp. Cách sống nằm trong các quy tắc. Tao đoán bất cứ ai đi ra khỏi lớp đều sẽ bị loại, bao gồm cả giáo viên. Vì vậy tao đã cố gắng dụ ông ta ra khỏi lớp. May mắn là thành công rồi. Sau khi phát hiện ra sự thay đổi các quy tắc, tao tưởng đã báo mày rồi chớ. Không ngờ mày cũng thông minh như vậy. Chi tiết nhỏ này thật không dễ dàng để ý được. Sai một tí thì hai bọn mày cũng xong đời rồi. Đột nhiên một thông báo lại vang lên. Chào các bạn học sinh. Trường học là nơi thân thiện với các bạn. Để thỏa mãn thói quen ăn uống khác nhau của mọi người, chúng tôi đã đặc biệt làm 3 món khác nhau. Tất nhiên, tất cả đều là những nguyên liệu thơm ngon từ bạn học của các bạn. Mọi người nên lắng nghe để lựa chọn. Đầu tiên là thực phẩm Trung Quốc truyền thống, nằm ở miền Đông, thịt chiên thơm ngon. Không có món ăn phụ nào được thêm vào ngoại trừ gia vị, đảm bảo độ tinh khiết của thịt. Thứ hai là thực phẩm miền Tây đặc biệt, được chế biến từ người dân miền Tây, nhiều loại thịt khác nhau hòa trộn, mùi thơm dâng trào, nĩa dao đã được chuẩn bị, có thể ăn bất cứ lúc nào. Thứ ba là thực phẩm nấu chín công nghiệp, nằm trong quán ăn, đều được hấp đồng đều và dùng chung hương liệu. Đó là một bữa trưa dễ dùng. Cả buổi sáng đã trôi qua, có lẽ các bạn học sinh đã đói rồi phải không? Trong thời gian còn lại, hãy chú ý thời gian, tôi nhìn thứ trước mặt liền chết lặng. Trước mặt là thịt vụn không biết từ đâu đến. Cảm giác buồn nôn dâng tận óc, nó lơ lửng giữa cổ họng và dạ dày. Tiểu Hồng là người bình tĩnh nhất trong chúng tôi. Nó cũng cau mày và hỏi bạn nữ, cậu có ăn không? Không, không ăn, tớ thà nhịn đói. Sau đó, Tiểu Hồng nhìn qua tôi, làm sao ăn được thứ này cơ chứ? Được rồi, tao cũng không muốn ăn. Nói xong, nó đứng dậy và đi về phía căn tin, lấy ra 3 bó thịt nguội, đưa chúng tôi mỗi đứa một gói. Không phải nói là không ăn sao? Đương nhiên là không muốn ăn, nhưng bây giờ chịu đựng được, không có nghĩa là cả buổi chiều có thể chịu đựng được. Còn 4 tiết vào buổi chiều, mày có đảm bảo sẽ đủ sức để chống chọi lại cả một buổi chiều không? Giữ nó đi, mặc dù không muốn ăn, nhưng cũng phải nên để lại cho mình một đường sống. Hai chúng tôi nghe vậy cũng bị thuyết phục, nhanh chóng bỏ thịt vào trong túi. Nếu chỉ là một buổi ăn trưa, thì chỉ cần một phương thức nấu ăn là đủ. Tại sao phải cầu kỳ nhiều thứ rồi dám như vậy? Tao em rằng, thịt ăn trưa này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. 13 giờ 45, cửa của căn tin cuối cùng đã mở, bắt đầu vào cầu thang đi lên tầng 5. Sau khi tùy ý chọn một lớp học, có hai bạn cùng lớp cũng chọn phòng này. Vừa vào trong, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên đứng dậy và viết các quy tắc lên bảng đen. Nội quy lớp học, có một cây bút trong lớp học này, đã được ngụy trang thành một thứ khác. Trong thời gian quy định trong tiết học này, phải tìm được cây bút đó, nếu không thì tất cả học sinh đều sẽ bị loại cùng nhau. Mỗi học sinh chỉ có 15 cơ hội để chạm vào các đối tượng trong lớp. Nếu chạm 15 lần mà đều không phải cây bút sẽ bị loại. Viết xong giáo viên trở lại chỗ ngồi, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Tìm một cây bút được ngụy trang thành một đối tượng tùy ý. Nhìn vào yêu cầu này trên bảng đen, đầu tôi không thể không choáng váng. Có quá nhiều thứ trong lớp học. Ngay cả khi mỗi người có 15 cơ hội, cũng thật khó để tìm hết mọi thứ. Ngay trong 5 phút đầu tiên, không ai dám đụng vào thứ gì. Cuối cùng, Tiểu Hồng đã nảy ra ý tưởng đầu tiên. Tao có một đề xuất, có nhiều thứ trong lớp học, còn bút thì có khả năng biến thành bất cứ thứ gì. Nhưng nhìn chung, chúng ta có thể chia chúng ra thành hai loại. Một là các đồ hàng loạt và hai là các đồ đặc biệt. Bàn ghế là các mặt hàng hàng loạt. Nếu vậy để phân biệt thì chúng có ý nghĩa gì? Tất nhiên là có ý nghĩa. Sự tồn tại của cây bút là làm cho chúng ta hoang mang không nhìn ra nó. Ẩn giấu sau những thứ khiến ta hoang mang, chúng ta có thể thấy bàn ghế là hoàn toàn giống nhau. Vậy tức là, nếu không loại trừ sự can thiệp của các bàn ghế này, rất khó để tìm ra cây bút trong những thứ khác. Đúng thế. Vì vậy chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra hết bàn ghế. Như vậy mọi thứ sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Tổng cộng có 30 bộ bàn ghế. Sử dụng 60 cơ hội để loại trừ tất cả chúng. Tức là 12 lần chạm trên mỗi người. Tôi đồng ý kiểm tra tất cả bàn ghế. Chúng tôi hơi hối tiếc.
bởi vì bot không nằm trong chúng. Bây giờ những thứ hàng loạt đã được loại trừ. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra thứ nào đáng nghi nhất trong các vật trong lớp. Bot khả năng cao sẽ biến thành những thứ quan trọng. Điều đó rất dễ bị bỏ qua. Nghe xong lời của Tiểu Hồng, tôi liền nhảy lên một cái bàn, sau đó chạm vào hai cái quạt điện trên trần nhà. Không may là cả hai đều không phải. Tôi ngã xuống dưới, chỉ còn một cơ hội cuối cùng trong tay. Tôi chỉ đành hy vọng vào Tiểu Hồng và bạn nữ. Không đợi bọn họ hành động, thằng bạn áo hồng đã chạy đến bục giảng. Nó kiểm tra phần dùng để viết quy tắc và bảng đen với các quy tắc. Đáng tiếc là cũng không đúng. Một người khác đã tra bảng đen và phần phía sau bảng đen, nhưng cũng sai nốt. Bạn nữ suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa tay kiểm tra vào điều hòa không khí và cửa sổ lớp học. Đáng tiếc cũng không đúng. Chỉ còn Tiểu Hồng là người có hy vọng lớn. Sau khi nó suy nghĩ một lúc lâu, mắt khóa vào mục tiêu, nhảy lên cái đồng hồ trên bàn và bảng đen. Kết quả vẫn vậy, mọi người đều chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Nhưng cây bút vẫn chưa thể tìm thấy. Thời gian chỉ là 10 phút còn lại. Tay của mọi người là cơ hội cuối cùng. Khi chạm vào sai thứ, sẽ tan biến ngay lập tức. Sách giáo khoa trên bàn xếp chồng lên nhau, cái ghế dưới mông của giáo viên, thùng rác ở góc lớp học, cây chổi, cây lau nhà và thùng rác. Có hơn 5 thứ còn lại. Một khi chạm sai thứ, cuộc đời coi như đi tong. Chỉ còn 5 phút, một trong 5 người chúng tôi đã chạm vào chiếc ghế dưới mông của giáo viên. Sau đó, một mớ máu thịt bắn ra khắp nơi. Một cảm giác tuyệt vọng che giấu trong trái tim của mọi người. Đã đến phút cuối cùng, mọi người đều như bị mắc kẹt trong việc chọn ra mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế, thứ mà chúng ta dễ bỏ qua nhất, đó là thùng rác, bởi vì nó quá quen thuộc trong mắt chúng ta. Nói xong, anh ta đi đến cạnh thùng rác. Nếu bạn phải chọn trong những thứ này, tôi sợ rằng mọi người đều sẽ loại trừ thứ rác rưởi và to lớn này. Vì vậy, thùng rác này rất có thể là cây bút ẩn. Nói xong, anh ta vỗ nhẹ vào thùng rác. Một âm thanh nổ ầm vang lên. Anh ấy biến thành những chất lỏng màu đỏ. Vậy thì thứ nào mới là cây bút? Sau khi anh ta chết, bạn nữ bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng. Tôi nghĩ ra rồi, có một thứ trong lớp dễ bị chúng ta bỏ qua nhất. Ngoài ra, lúc chúng ta vào đây, đã mặc định sẽ bỏ qua thứ này rồi. Thứ này có tất cả các đặc điểm để biến thành cây bút. Nói xong, cô ấy bước nhẹ lên bục giảng, rồi nhanh chóng chạm vào giáo viên. Ông ta bị chạm lập tức biến thành một cây bút. Cuối cùng, cây bút thật sự cũng đã lộ diện. Vào lúc này, tiếng chuông hết giờ vang lên. Không ngờ sự phân tích của cậu đã thực sự khiến tớ mở rộng tầm mắt. Điều này phải cảm ơn gấu ngốc. Cảm hứng này là bạn ấy đã cho tớ. Bởi vì trong tiết học thứ tư, gấu ngốc đã sử dụng các quy tắc để giết giáo viên. Sau khi kết thúc, có 16 học sinh còn lại trong trường. Chỉ có 3 chúng tôi trong lớp học trên tầng 6. Giáo viên đứng dậy để viết các quy tắc. Nhưng những quy tắc này làm tôi vô cùng bất ngờ. Quy tắc lớp học. Học sinh cần phải chơi hết mình trò chơi của giáo viên. Sau khi lớp học bắt đầu, giáo viên sẽ đưa cho học sinh gần nhất một con dao. Người cầm con dao phải đưa cho người tiếp theo bất kỳ hướng nào. Giáo viên cúi đầu đọc bài. Học sinh phải đưa được con dao đi, không được dừng hơn 3 giây. Khi giáo viên ngẩng cao đầu, ai đang cầm con dao phải cắt vào cơ thể của mình, nếu không sẽ bị loại. Đây chính là quy tắc của tiết học thứ 3. Lần này lại xuất hiện trên tầng 6. Trong lớp thứ 3, có gần 20 người. Một người trung bình chỉ cần dính 1,2 lần cắt dao là có thể vượt qua. Nhưng bây giờ trong lớp chỉ còn 3 người chúng tôi. Nếu cứ chuyển dao thế này, mọi người ít nhất phải dính vài chục vết thương. 7-8 lần là tôi đã muốn đi gặp ông bà rồi. Mấy chục lần cắt thì không phải là hết cứu sao? Bạn nữ sau khi đọc các quy tắc, nhìn thấy con dao từ tay của giáo viên, liền không kìm được mà run rẩy. Cô ấy hỏi tôi một cách lo lắng, gấu ngốc phải làm gì bây giờ? Giáo viên rõ ràng là không cho chúng tôi cơ hội để suy nghĩ, ngay lập tức ném dao vào tay tôi. Trò chơi đã bắt đầu. Phải tuân thủ quy tắc này trước. Tôi đếm 2 lần trong miệng, rồi đưa con dao cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng làm tương tự, sau đó đưa dao cho bạn nữ. Bạn nữ thấy rằng chúng tôi đếm 2 lần rồi mới đưa dao, liền bắt chước chúng tôi, cũng đếm 2 lần trong miệng rồi mới đưa dao cho người kế tiếp. Khi con dao trở lại tay tôi, giáo viên đột nhiên ngẩng đầu lên. Mắt tôi kinh hãi, nhanh chóng vẽ nhẹ một đường dao trên tay của mình. Sự đau đớn lan ra, giáo viên lại cúi đầu xuống với sự hài lòng. Sau đó chu kỳ lại bắt đầu. Tôi đưa dao cho Tiểu Hồng. Sau khi Tiểu Hồng đưa nó cho bạn nữ, giáo viên lại ngẩng đầu. Bạn nữ không được nhanh nhảy như tôi, cô ấy choáng váng. Tôi vội vàng nắm lấy con dao, làm nhẹ trên tay cô ấy một đường. Dính chút máu, cô ấy gần như hét lên.
Nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn nghiến răng kìm nén cơn đau. Giáo viên cúi đầu với sự hài lòng. Tần suất giáo viên này ngẩng đầu nhanh hơn nhiều so với tiết học thứ ba. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta không thể ra ngoài. Sau khi tôi đưa con dao ra, mắt tôi luôn nhìn chặt trên các quy tắc. Nó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Ngay khi đầu tôi sắp phát nổ, tôi đột nhiên nhận ra một từ trong các quy tắc. Khi bắt đầu, giáo viên sẽ trao con dao cho học sinh gần nhất với bục giảng. Tiếp theo có thể đưa theo hướng tùy ý. Tôi hiểu rồi, đây không phải là hết cứu. Cho đến khi con dao nhỏ truyền lại cho tôi liền đặt nó lên trên bàn giáo viên. Trên bục giảng, ông ta lập tức choáng váng, nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác. Không kịp phản ứng trong 3 giây, ông ta lập tức nổ tung. Chúc mừng những người còn sống. Các bạn có thể tiếp tục nghe giảng. Sau tiết học thứ 6, 7 học sinh còn lại trong trường của chúng ta, nhờ vào các quy tắc của trường học, sự loại bỏ đã diễn ra rất nhanh, làm thỏa mãn dạ dày của giáo viên vào buổi trưa, để các giáo viên có thể tận hưởng những bữa thịt thơm ngon tươi sống. Nghe tới những tiếng cười quỷ dị và thông báo man rợ này, da đầu tôi tê dại. Xem lại các quy tắc, tôi không dám đụng đến món thịt đóng gói trong túi. Thật sự quá kinh tởm. Gì mà ẩm thực các vùng miền, chẳng qua là lừa bọn tôi. Xin chúc mừng mọi người vẫn còn sống, có thể tham gia bài học cuối cùng. Thật không may, sau khi lớp học thứ 7 kết thúc, chỉ còn lại 3 học sinh trong trường chúng ta. Khi chúng tôi leo lên lớp học trên tầng 8, liền phát hiện không có bàn ghế, không có giáo viên, chỉ có 3 ngăn riêng biệt. Âm thanh vang lên, bài học cuối cùng là sự lựa chọn trong trái tim của các bạn. Những người còn lại, tất cả sẽ tập hợp vào để tham gia trò chơi này. Tất nhiên, ba bạn đã tập hợp với nhau trước và cũng biết tên của nhau. Hãy lưu ý, có một tờ giấy trong 3 ngăn riêng biệt. Các bạn chỉ cần ghi tên của một người mình muốn vào tờ giấy. Tên này là bất kỳ ai có mặt trong trường này. Các bạn phải chú ý ghi cho chính xác. Chờ mọi người viết xong, tên nào xuất hiện nhiều nhất trên các tờ giấy sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Đây chắc chắn là trò chơi thú vị nhất. Mọi người đều là những người sống sót cuối cùng. Trường học này đã lặp lại vô số lần. Học sinh đến đây nhiều vô kể. Nhưng có rất ít người có thể đạt đến cấp độ cuối cùng. Một hoặc hai người đã rất nhiều, chỉ được vài lần. Và trong hồ sơ cao nhất trong lịch sử là 3 người. Tất nhiên các bạn tổng cộng có 3 người. Ngay khi tất cả các bạn viết tên của cùng một người, các bạn chỉ có thể sống sót nhiều nhất là 2 người. Được rồi, mau vào các ngăn riêng của các bạn. Hãy cẩn thận để không có bất cứ cuộc thảo luận nào được xảy ra. Nếu không, các bạn sẽ bị tước quyền để vào bên trong. Hãy mau viết tên lên. Hãy mau kiểm tra trái tim của mình, đặc biệt là những người đã đồng cam cộng khổ với các bạn. Sự lựa chọn cuối cùng này của thật tàn nhẫn. Và chúng tôi cũng không thể thảo luận trước tên mà mình sẽ ghi vào. Vì vậy, không thể tự viết tên của mình ra được, nếu như ai cũng tự nguyện hy sinh. Vậy trong trường hợp này, rất có thể cả bọn sẽ cùng chết. Vì vậy nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Tôi khởi động sự thông minh trong não lên và hỏi, Tiểu Hồng, mày quan sát cẩn thận nhất. Mày đã từng nhìn thấy tên của ngôi trường này chưa? Mày hỏi cái này làm gì? Cho dù có chết ở đây, chúng ta cũng phải biết nghĩa trang của mình là gì đúng không? Trường này tất nhiên tao biết tên. Nó là trường trung học Gấu Sợ Hãi TV. Vậy sao? Sau đó tôi liền đắc chí đi vào bên trong. Không ngần ngại chút nào, tôi lập tức viết sự lựa chọn của mình lên tờ giấy. Trường Gấu Sợ Hãi TV. Trường học đột nhiên xoay chuyển mạnh mẽ. Tôi lập tức chạy ra ngoài. Cả hai người bạn của tôi cũng an toàn đi ra. Đúng thật là họ đã hiểu ý của tôi. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang. Tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi trường. Rất nhanh sau đó, Tiểu Hồng và bạn nữ cũng xuất hiện. Họ vừa chạy ra chưa được bao lâu thì tòa nhà giảng dạy đổ nát. Đối mặt với bài kiểm tra cuối cùng lúc nãy, bọn tôi không ai nhận tâm để ghi tên bạn mình. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn lén lút của tôi, chúng tôi đã quyết định liều một phen. Trên nội quy nói rằng có thể viết ra bất cứ tên nào có mặt trong trường, nhưng nó không quy định rõ bản thân trường học có phải là một cái tên hay không. Cả ba bọn tôi cùng chung ý tưởng, cuối cùng bọn tôi đã thắng ván cược này. Sự kinh hoàng của môi trường sợ hãi này cuối cùng cũng kết thúc. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.